Mẹ sắp được làm bà nội rồi à? Vâng, nhưng mà người ta chỉ chấp nhận con làm bố chứ không chấp nhận con làm chồng. Việc ấy con cứ để mẹ lo. Được không mẹ? Nhưng mà không được đâu, bởi vì tính cách của cô này hả, nó không giống người thường. Con có biết vì sao mẹ tự tin không? Vì mẹ đã từng trải qua rồi. Khi ba con cầu hôn mẹ bao nhiêu lần, mẹ mới gật đầu không? Con mới có một lần ăn thua gì? Mẹ nói cũng đúng. Mẹ, vậy chuyện này con nhờ mẹ nha. Đã có nghe rồi, lo gì không dụ được Châu về nhà. Con đưa cho mẹ địa chỉ nhà hàng của cô ấy xem thế nào. Vâng. Em mang ra cho ship nhá. Vâng ạ. Này, vất vả tất bật như này mà vui mày nhở? Ê Khuê, ý, đợt này mày dùng mỹ phẩm gì mà da đẹp lắm ý? Tao á? Không, có dùng cái gì đâu. Thật mà? Hay là tao đang bổ bí nên nhìn ai cũng nhuận sắc nhở? Ớ mà. Ê, 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 ê. Gì? Hay là có tình yêu rồi? Không. 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 Phản đối quá yếu ớt. Này. Hay là mày với ông bà nhà tao có gì rồi? Tao hiểu quan điểm của mày về chuyện của tao với cả anh Bảo. Và bản thân tao cũng biết tao không xứng đáng với anh mày mà. Tao cũng không phủ nhận thời gian gần đây đúng là tao bắt đầu tin vào điều bất chấp tao đã có một đời chồng và hai con. Cuộc sống thì đầy gánh nặng và lo toan. Nhưng chuyện anh Bảo dành tình cảm cho tao là thật. Với một người đã từng thất bại trong hôn nhân và cuộc sống đầy bất hạnh như tao, tao thực sự rất trân trọng tình cảm này. Nhưng mà mày yên tâm, tao với anh mày chưa bắt đầu nên không thể có chuyện gì được. Nhưng mày sao động rồi? Đúng là cuộc đời tao có rất ít cơ hội để gặp được người tốt như anh Bảo. Nhưng nếu giả sử như, tao chỉ giả sử thôi nhá, là có một ngày nào đó tao thử bắt đầu với anh mày thì mày có căm ghét tao không? San ơi. Sao? Có bà nào bà tìm cháu ở ngoài kia đấy. Tìm cháu ấy ạ? Khuê, vào đây mẹ bảo. Cảm ơn cháu. Cô đến gặp cháu đường đột thế này, cháu có thấy phiền không? Dạ không ạ. Giờ này chưa phải giờ cao điểm nên cháu cũng không bận gì ạ. Đang có em bé, nếu như thấy mệt thì nghỉ đi, đừng cố nhá. San này, cô nghe thằng Khang nói về cháu rất nhiều. Cô rất muốn gặp gỡ, trò chuyện với cô gái mà thằng Khang nó coi trọng. Cô cũng không nghĩ là cơ hội lại đến với cô nhanh đến thế. Cô nghe tin cháu có em bé, thật sự cô rất vui.
nhà cô neo người, có một đứa trẻ lúc này quả thật là một món quà đấy. Và cô tin chắc rằng thằng Khang nó cũng đang rất hào hứng với vai trò làm chồng, làm cha. Cô à, cháu sợ là cháu với Khang sẽ làm cô thất vọng. Em bé này đến khi cháu đã có đủ khao khát được làm mẹ, nhưng cháu lại chưa sẵn sàng để bước vào mối quan hệ mới, một mối quan hệ còn có sự ràng buộc. Khang trước đây là nhân viên của cháu, cháu nhiều tuổi hơn Khang. Cháu cũng đã từng kết hôn và đã thất bại trong hôn nhân. Cô là mẹ của Khang, có lẽ hơn ai hết cô nhìn thấy sự chênh lệch của chúng cháu. Có vẻ cô đã hiểu ra vấn đề rồi đây. Cháu thì lo lắng về sự chênh lệch. Có vẻ như là cháu đang ở thế yếu, có đúng không? Không, không hẳn như thế á. Nỗi bận tâm của hai đứa lại khác nhau. Cháu thì lo lắng về sự chênh lệch, còn thằng Khang dường như nó chỉ lo là cháu chưa đủ yêu nó. San này, sự chênh lệch có quan trọng đến thế không? Chồng cô cũng kém tuổi cô. Khi cô cưới chú ấy, cô chưa có một cuộc hôn nhân nào, cô đã có thằng Khang, một thằng con trai không được thừa nhận. Còn chú ấy vừa trẻ hơn, giàu có hơn, tương lai lại rộng mở hơn. Nhưng người ta nói là giai tân đấy. Trong khi cô rất lo sợ, mang tiếng là một người đào mỏ, mình già hơn, xấu hơn, sợ rằng mình bị bỏ rơi bất kỳ lúc nào, rồi lại sợ rằng người ta không bao giờ chăm lo và yêu thương thằng con riêng của mình. Cho nên cô hiểu cảm giác ấy, cảm giác thiếu tự tin trong một mối quan hệ. Sau này cô mới hiểu, cô đã bỏ lỡ cuộc hôn nhân của cô mất mấy năm. Cháu có biết không, sau khi cô lấy chú ấy, người ta cười và nói rằng để xem gái già như cô đây giữ được giai trẻ được bao nhiêu năm. Và cháu thấy đấy, cô đang rất hạnh phúc, hạnh phúc cho đến tận bây giờ. Giây phút này cô nói thật với cháu, cô rất may mắn là được gặp chú ấy. Trong khi chú ấy có thể gặp được người tốt hơn, trẻ hơn, phù hợp hơn, nhưng chú ấy vẫn chọn cô, cũng như bao nhiêu cô gái ở bên cạnh thằng Khang. Nhưng nó lại dành tình cảm cho cháu. Mãi đến sau này cô mới nhận ra rằng cô đã bỏ phí bao nhiêu năm chính vì sự do dự ấy. Cô hy vọng cháu và Khang không giống thế. Giờ cháu mới biết câu chuyện của cô cũng đặc biệt như vậy. Thú thật là cháu bị thuyết phục. Nhưng mà chuyện của cháu và Khang thì lại khác chuyện của cô chú. Cô chú đến với nhau là vì tình yêu. Còn cháu với Khang, cháu sợ là tình yêu chưa đủ lớn. Đấy là cháu chưa đủ thôi. Còn với thằng Khang, là con trai cô rất hiểu nó. Nó rất nghiêm túc đây. Cháu không cần phải có áp lực đâu. Cô là phụ nữ, lại là một người mẹ, nhất định cô sẽ đứng về phía cháu. Thế nhá, cô đi đây. Cô để cháu gọi xe cho cô ạ. Không cần đâu, cô muốn đi dạo một lát. San này, sự chênh lệch nếu có thì lấy nó làm động lực để ta cố gắng hơn, chứ không phải lấy nó làm cái cớ để từ bỏ.